Chào các bạn. Mình là Thanh, là sáng lập của Học viện Phường Phiêu. Nếu bạn đang làm sale, cụ thể là bạn làm sale ô tô hoặc là làm sale bất kỳ một hãng nào, bất kỳ một ngành nghề nào, thì clip hôm nay là dành cho bạn. Tại vì sao Thanh nói như vậy? Hôm nay Thanh sẽ chia sẻ về một cái file Google Sheet, một cái file Excel online đấy, mà nó giúp cho bạn có thể là theo dõi thông tin khách hàng. Tất cả những cái gì mà mình đã từng nói chuyện với khách hàng một cái cách mà chi tiết cụ thể nhất mình lưu lại, thì chắc chắn với bạn là nếu mà bạn dùng một cái file này, bạn sẽ không bao giờ bị sót khách hàng. Cái này nó rất là đơn giản, miễn phí, dễ làm và ai cũng có thể làm được. Đặc biệt á, cái file này nó hay một cái chỗ là bạn có thể dùng trên cả cái thiết bị, trên điện thoại và máy tính đều được, nó sẽ đồng bộ với nhau hết. Mình làm sale bỏ tiền ra để tìm một cái khách hàng là một cái việc mà mình rất là sót rồi, đúng không? Nhưng quan trọng là bạn có khách hàng đó rồi, bạn có theo sát họ hay không, có chăm họ kỹ hay sao hay không, có làm thất thoát khách hàng hay không đó. Mình chăm lại những khách hàng mà mình đã tìm, nó cũng là một cái cách để cho chúng ta tiết kiệm chi phí marketing, chi phí tìm khách. Rồi, ok, thì Thanh sẽ đi sâu hơn về cái cách mà làm sao để thực hiện để các bạn nhận được cái file này và cách sử dụng ha. Series này nó sẽ là series đặc biệt chuyên cho các bạn làm sale, những cái kỹ năng về sale. Còn nếu mà bạn muốn muốn xem những cái video về marketing, kỹ năng tìm khách, thì các bạn hãy bấm vào cái chữ Y bên góc bên phải màn hình chỗ này nha. Bạn bấm vào đây thì bạn sẽ xem nhiều clip hơn nữa, chia sẻ rất là sâu của Thanh. Rồi, thì ở đây đó chính là một cái file làm việc các bạn. File này nó sẽ có một số những cái bảng biểu khác nhau. Bây giờ Thanh, các bạn có thể lấy bằng cách nào? Thì các bạn truy cập vào đường link này, funfill.edu.vn/khóa học ha. Các bạn xuống có một cái file, một cái khóa học miễn phí tên là file quản lý khách hàng tinh gọn cho sale. Đấy, bạn bấm vào đây và bạn tạo một cái tài khoản thì bạn sẽ có thể tải file này về được. Bạn có thể lấy được cái đường link file này ha. Trong cái khóa học này, trong nó là khóa học nhưng mà thật ra nó là một cái file đào tạo. Thì trong này á sẽ có những cái phần khác, những cái slide khác chỉ cho bạn sâu hơn, chi tiết hơn để làm sao bạn có thể tận dụng một cái file này một cách triệt để, nó có lộ trình các bạn. Đấy, thì cái đường link funfill.edu.vn/khóa học này Thanh sẽ để bên dưới phần mô tả của video này nhé. Thì bạn hãy xuống phần mô tả và bạn lấy, hoặc là bạn có thể vào trực tiếp cái trang này luôn, funfill.edu.vn/khóa-học ha. Rồi, đó là cách chúng ta có thể lấy tài liệu miễn phí. Rồi, sau khi mà bạn đã có file này rồi, bạn có thể vào, bạn sẽ thấy là ở đây Thanh có một cái ghi chú rất là quan trọng là gì ạ? Là cái file này khi bạn nhận nó sẽ là một cái file của Thanh và bạn không thể chỉnh sửa. Để chỉnh sửa thì bạn cần phải vào một file nè, chọn make a copy nè, tức là tạo bản sao. Cụ thể là sao? Cụ thể là bạn có thể bạn nhìn lên vào chữ tệp nè, tiếng Anh là file ha, bạn xuống phần tạo bản sao, đấy, bấm một phát nó sẽ trả ra một cái bảng như thế này. Đấy, thì bạn cứ bấm ok là được. Bấm ok ha. Bấm ok thì bạn sẽ tạo được một cái bảng sao tương tự như cái bảng của Thanh và có thể chỉnh sửa được ha. Rồi, một số bạn á sẽ không có cái nút này. Tẹp và không phải có cái nút tạo bảng sao này, nó bị ẩn đi. Thì vì sao ạ? Tại vì cái lúc mà bạn vào bạn chưa đăng nhập ha, thì bạn hãy vào bên này. Bạn hãy qua góc phải bên này, bạn chỉ cần đăng nhập bằng cái Gmail của bạn vào là được ha. Bất kỳ một cái Gmail nào bạn đang có, chỉ cần bấm vào đây, bạn đăng nhập vô thì sẽ được ha các bạn. Chắc chắn bạn đăng nhập rồi thì ở đây bạn sẽ chọn được nút tạo bảng sao. Ok, cái bảng này á có một cái phần, một cái sheet tên là sheet hướng dẫn đó. Thì trong sheet hướng dẫn này Thanh có chỉ khá là kỹ rồi, bạn có thể xem. Sheet này thật ra là Thanh giới thiệu là có sheet khách hàng tiềm năng, phân tích cũng như là sheet data. Nó chính là ba sheet này nè các bạn: khách hàng tiềm năng nè, phân tích nè, data nè. Đấy, nó chính là ba sheet này ha. Rồi, thì nếu mà bạn quên thì bạn cứ xem lại. Ở đây là vì Thanh quay clip nên Thanh chỉ luôn cho các bạn. Mình qua sheet khách hàng tiềm năng. Sheet này nó hay chỗ nào? Hay ở chỗ là có phần số điện thoại, tên, Facebook, Zalo của khách loại xe quan tâm. Đấy, ví dụ như bạn bán ô tô, bạn bán Hyundai, thì ở đây bạn sẽ thấy đây là tất cả các phiên bản xe, tất cả các phiên bản xe và các dòng xe của Hyundai. Được chưa ạ? Mình mỗi lần mình muốn chọn khách hỏi cái gì, ví dụ như anh Nguyễn Thành Thông này đi, nhập số điện thoại vô và chọn phiên bản xe mà khách quan tâm. Đấy, xong rồi sẽ có những cái cột khác bạn có thể xem thêm.
Nhưng mà quan trọng ở đây á, có ba cái cột mà Thanh muốn các bạn để ý kỹ, vì đây là ba cột cực kỳ quan trọng. Bạn sẽ nhập liệu vào và trong quá trình làm mà sẽ quản lý nó, đó chính là cột lịch sử theo dõi khách hàng, cột phân loại khách hàng và cuối cùng là cột nguồn khách hàng. À, cột lịch sử khách hàng bạn có thể nhìn thấy nè, Thanh thì Thanh quản lý khá là logic. Ví dụ như anh này, anh Bình bio này đi, ảnh ghi là mua xe cho em ở Tây Ninh, em thì có bằng, anh Bình thì chạy được nhưng chưa có bằng đấy. Và ngày 17 tháng 9 mình đã báo giá như thế này đấy, xong rồi tới ngày 19 tháng 9, 2 ngày sau mình hẹn gọi lấy thử và ảnh chưa mua. Nhưng mà tới ngày 8 tháng 10 thì như thế nào, mình gọi lại ha, mình hẹn lấy thử nhưng anh không tới, thì bây giờ ngày 8 tháng 10 mình gọi lại coi tình hình như thế nào. Đấy, tất cả mình đều note lại, ghi chú lại hết để không bị sót các bạn. À, cái này á, thì bình thường á, là Thanh hay có cuốn sổ, tức là những trong ngày thì Thanh sẽ nhập gấp á. Nếu mà Thanh không không ở trực tiếp trên máy thì Thanh sẽ ghi vô sổ, Thanh nhập liệu vô sổ. Sau khi mà Thanh nhập vô sổ xong thì buổi tối hoặc là sáng hôm sau đi làm, Thanh sẽ lấy sổ và Thanh nhập ngược lại vô vô bảng này, mình đảm bảo là mình không thất thoát ha. À, chứ nhiều khi không phải lúc nào mình cũng có máy tính, dùng điện thoại cũng được nhưng mà thao tác nó sẽ hơi chậm một xíu. Rồi, phân loại khách hàng phần này á, bạn bấm vô bạn sẽ thấy nè, bấm vô cái mũi tên chỉ xuống thì Thanh đã làm sẵn cho bạn những cái kiểu phân loại rồi. Bạn sẽ thấy là có khách hot, khách hot là người mà bạn gọi và bạn nhắm là họ sẽ chốt ngay trong tháng, thì bạn sẽ chọn họ là hot. Còn khách đặc thù là sao? Đặc thù đó là những khách mà người ta rất là muốn cái chiếc xe đó, ví dụ cái chiếc xe đó, cái phiên bản đó, cái màu xe đó phải đúng như vậy họ mới chọn, còn nếu không đúng thì họ sẽ không mua. Thì mình sẽ nói là đặc thù. Nó đặc thù để làm cái gì? Nó đặc thù để ví dụ như là như thế này đi, đặc thù nè, ảnh đang cần một chiếc là Accent AT, à, Accent AT và ảnh cần chiếc đen bạc đó, đó là đặc thù. Như vậy thì bây giờ nếu showroom mình đang không có chiếc đó thì thôi, còn vài bữa mà nếu showroom mình có chiếc xe đó, anh trưởng phòng, anh giám đốc kinh doanh đó là có, hiện tại có một chiếc Accent AT đó, màu đen mới vô về đó, thì mình nghe là mình sực nhớ là ok, mình có một ông khách đặc thù rồi. Thì lúc này mình sẽ lọc lại những người trong danh sách của mình, những người đặc thù ha. Cách lọc này bạn bấm vô đây nè, bạn bấm vô cái hàng này nè, bấm vô số 2 nha, xong rồi chọn cái nút bộ lọc bên này ha, nút bộ lọc bên này. Một số bạn bị ẩn á, thì các bạn bị ẩn lên dày đúng không, thì các bạn cứ bấm sổ xuống là được nha. Rồi chọn bộ lọc đấy, bắt đầu qua phần phân loại khách hàng, bấm vô cái mũi tam giác chỉ xuống nè bạn, rồi xóa hết tất cả, chọn đặc thù thôi, đặc thù đây ha, rồi bấm ok, ok đây rồi đó, nó sẽ lọc ra tất cả những cái khách hàng mà đặc thù cho bạn ha. Thì lúc này bạn đã lấy được số điện thoại rồi, bạn gọi cho ảnh liền, chốt sale liền trong buổi sáng, nhanh gọn lẹ đúng không ạ? Thì rất là nhiều cái kiểu khách hàng đặc thù như vậy, thì bạn hãy phải lưu lại thì mới biết được, lúc tìm lại mới nhanh chứ. Còn những khách mà do follow là khách hàng không hot nhưng mà mình cần phải theo, tức là khách hàng ấm ấm á, mình không có theo thường xuyên nhưng mà cứ lâu lâu 2 3 tuần, 3 4 tuần thì mình nhắn lại cái tin, mình chào hỏi, mình chúc mừng người ta đấy, đó là do follow. Còn no follow là mình hỏi, mình biết ông này cũng giỏi giá rồi, 6 tháng 1 năm sau, 2 3 năm sau mới mua thì ok, mình chỉ cần mình kêu họ kết bạn với số điện thoại của mình và biết là mình đang bán xe Hyundai là được, thì khi nào cần người ta sẽ tự liên hệ lại các bạn. No follow thì mình cũng không quan tâm lắm, coi như là mình không cần phải làm gì thêm. Can't contact tức là không thể gọi điện được, nhiều người người ta để lời số tới lúc mà bạn gọi nó bị can't contact, tức là không liên hệ được. Tỷ lệ này của Thanh hồi xưa khá là cao, nó khoảng 15%, tức là 100 100 số điện thoại Thanh thu về thì có khoảng 15 người gọi không được đấy. Thì gọi không được thì Thanh sẽ chọn là can't contact, để chi hôm nay can't contact thì ngày mai mình gọi lại, ngày mốt mình gọi lại, mình gọi khoảng 3 lần như vậy. Nếu mà vẫn không liên hệ được là coi như mình bỏ luôn, coi như mình bỏ luôn khách này ha. 3 lần mà không được là mình cho vô là lost sale luôn, cho là đỡ mất công chưa. Còn nếu mà mình vẫn còn có ý định muốn liên hệ lại với họ thì hãy để khanh cần tắt. Thì lúc mà bạn tìm ngày hôm đó, nếu bạn không tìm được khách thì bạn bật khanh cần tắt lên đúng không, chăm lại gọi lại có biết đâu được, rồi gọi thêm mấy ông hot nữa đấy. Còn sâu sâu là bán được rồi ha, sâu là bán được rồi, tức là khách này bạn chốt và dính rồi thì sâu đấy. Còn cái cuối là gì ạ? Cái cuối là lost sale,
Cái này là cái rất là chua nhưng mà bạn phải làm. Lost sale là bạn tư vấn đã đời người ta mua chỗ khác, mất sale. Ok. Nhưng mà vẫn phải ghi ha. Ghi để mình biết cái tỷ lệ nó như thế nào. Rồi. Nguồn khách hàng cũng là một cái rất là quan trọng. Các bạn làm Thanh đào tạo marketing cho sale nhiều thì Thanh biết. Bây giờ cái hướng của mình á, cái hướng của marketing trong tương lai mà các bạn sale nên nên tiếp cận đó là cái hướng đa kênh. Cái hướng đa kênh. Đa kênh tức là sao? Đa kênh tức là bạn không chỉ có một cái kênh quảng cáo đâu mà bạn phải đa dạng Facebook, Google, Zalo, TikTok. Bạn có những cái kênh mà free traffic nguồn miễn phí như là YouTube. Đó, hoặc là SEO website, hoặc là mối quan hệ, tất cả những cái kênh đó thì bạn đều phải tận dụng hết. Đấy. Thì khi mà bạn đa kênh như vậy bạn mới vững cái nguồn khách của bạn nó mới vững, mình không phụ thuộc vào bất cứ kênh nào. Thì khi đó ở đây nè, mình có một cái bảng để ghi chú lại cái nguồn khách đó là bạn tới từ Facebook hay là Google hay là đủ thứ, rồi bạn ghi đây nhiều lắm, Thanh không đọc hết được đâu. Nhưng mà Thanh làm sẵn cho các bạn hết rồi, các bạn yên tâm ha. Đấy, chọn vô khách nào thì chọn cái đó để nó có qua phần phân tích nó sẽ tự hiển thị cho bạn rồi, ok chưa? Còn những cái kênh khác, những cái thông tin khác thì bạn cứ nhập vô ngày tạo mối quan hệ rất là nhiều ha. Có thể để tên Zalo của họ ở đây cũng được. Rồi, đó là cột quan trọng nhất, được chưa? Bây giờ mình sẽ qua cột phân tích. Cột phân tích thì đơn giản thôi, ở đây là tất cả những cái nguồn khách hàng tới từ đâu thì nó sẽ hiển thị ở đây hết. Khi mà bạn nhập ở bên bảng khách hàng tiềm năng này rồi đó thì tự động bên phân tích này nó sẽ tự chạy đó. Ví dụ như hiện tại đi, bạn thấy cái nguồn khách này là từ phòng marketing cung cấp là 20% nè, từ quảng cáo Facebook là 80% nè. Đó, số liệu bên này nó cũng tự nhập cho bạn luôn ha. Đây, quảng cáo Facebook có 4 người chiếm 80%, phòng marketing cung cấp 1 người chiếm 20%. Đấy, bạn nhập nhiều đầy đủ thì nó sẽ có cái số liệu cho bạn chính xác hơn. Ở đây nó sẽ nhiều màu hơn ha. Đó, ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một người là không phải Facebook nữa, mình chọn Google. Đó, thì bạn sẽ thấy bên này tự động nó đổi nè. Đó, thấy không? Đó, rất là đẹp ha các bạn. Nhìn vô mình biết là cái nguồn khách của mình tới thời điểm hiện tại là bên nào nhiều nhất rồi. Ok, đó là hai cái bảng cực kỳ quan trọng để các bạn theo dõi. Được không ạ? Thì và phần data đó. Thì hồi nãy bạn lựa chọn bên phần khách hàng tiềm năng nó có những cái cột đúng không? Thì đây chính là cái bảng data cho nó. Sau khi mà bạn nhận được cái file này từ Thanh thì cái hãng của bạn á, nó không phải là hãng Hyundai mà nó là hãng khác, thì công việc của bạn là gì? Bạn hãy xóa hết cái cột này cho Thanh. Xóa tất cả các hàng ở cột này cho Thanh. Xóa tất cả các hàng ở cột này cho Thanh. Xóa đi. X nhầm, trở lại, không xóa kiểu này. Bạn cứ bấm nút delete trên máy tính của bạn, bấm nút delete đi để nó xóa đi ha. Xong rồi bạn nhập liệu lại theo như cái hãng của bạn, ví dụ như bạn là hãng là Toyota thì bạn hãy ghi ra tất cả các dòng xe của bạn, Toyota Camry. Rồi. Mà nếu bạn bán Toyota thôi thì bạn chỉ ghi Camry được rồi. Ví dụ Vios, CVT, Thanh không rành mấy hãng xe lắm đâu, nhưng mà tất cả các phiên bản bạn đều phải liệt kê ra đây hết. Tất cả các phiên bản các dòng xe của bạn từ thấp tới cao bạn liệt kê ra một bảng ở đây hết ha. Đấy. Nếu mà bạn bán xe cũ thì bạn hãy nhập luôn tất cả các cái hãng xe. Tất cả các cái hãng xe, tên hãng và tên hãng và tên dòng xe vô đây luôn ha. Chịu khó nhập một lần. Thì khi bạn nhập như vậy á, bên khách hàng tiềm năng nè, bạn chọn rất là dễ. Mình biết đích thị luôn. Và cho dù như thế nào cũng phải có một cái chỗ là chưa biết ha các bạn. Chưa biết ha các bạn. Chưa biết tức là họ chưa quyết định được. Đó. Luôn luôn nó có một cái phương án gọi là chưa biết ha. Rồi. Thứ hai á là tỉnh thành. Tỉnh thành nè. Ví dụ á, Thanh thì ở base ở Hồ Chí Minh. Đó, showroom ở Hồ Chí Minh hồi xưa cho nên là các cái tỉnh Thanh ghi là loanh quanh quanh thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đấy, rồi cái khác là những cái tỉnh còn lại. Còn nếu như bạn ở Hà Nội hoặc ở Đà Nẵng thì bạn hãy có một cái bảng riêng dành cho bạn ha, những cái tỉnh thành mà hay có khách nhiều. Rồi, nguồn khách thì nãy bạn cứ dùng sẵn cái này thôi. Đó, ok. Hot, don't follow, no follow nè. Nếu mà bạn nào mà thích dùng tiếng đổi sang ngôn ngữ của mình á, đổi sang cái phân loại khách hàng khác của bạn thì bạn hoàn toàn có thể sửa ở đây ha. Ví dụ bây giờ Thanh không sửa thành hot mà là khách hàng gọi là khách hàng nóng đi. Nó nóng ha. Rồi mình qua lại cái phần khách hàng tiềm năng. Khi mà bạn
bạn lọc ngay phân loại khách hàng nè. Đó, nó sẽ có thay cái chữ hot bằng chữ nóng cho bạn, được chưa? Rồi. Quá đơn giản đúng không ạ? Thanh để lại là hot. Rồi, Thanh thì Thanh thấy thích tiếng Anh hơn, tiếng Anh như vậy nó ngắn gọn, nó đơn giản mà đủ ý nè. Rồi, thì đó, đây chính là cái bảng rất là quyền năng ha các bạn. Rất là quyền năng luôn. Bạn có thể tận dụng nó. Tất nhiên lưu ý là công việc của mình là sale thì mình sẽ, nhiều khi mình sẽ không có nhiều thời gian. Thì như Thanh nói, cái cột này bạn ghi càng kỹ càng tốt. Bạn ghi càng kỹ càng tốt. Đó, ghi càng kỹ càng tốt ha. Còn không không thì bạn có thể ghi vô sổ. Bạn có thể ghi vô sổ. Sau đó là mình ghi vô sổ xong rồi mình sẽ nhập vô sau cũng được. Đấy. Clip này á, nó sẽ, ngoài clip này Thanh sẽ có hai clip nữa để hỗ trợ cho bạn. Bạn có thể bấm lên này. Clip thứ nhất đó là clip gì ạ? À? Đó chính là Thanh có làm cái webinar chia sẻ về cái kinh nghiệm telesale cho anh em. Telesale đặc biệt là mùa dịch này, kinh nghiệm telesale mùa dịch ha. Một cái webinar dài một tiếng mấy lần, có mấy cái clip nhỏ nhỏ Thanh cắt ra các bạn có thể coi trên này. Để các bạn nâng cao kỹ năng theo khách của mình. Thứ hai là các bạn hãy chờ đón ở cái clip tiếp theo về cái chủ đề là làm sao mà mình có thể gắn thẻ tag trên Zalo những khách hàng này. Những khách hàng mà cái tệp data khách hàng của mình nè, làm sao mà mình gắn thẻ người ta. Gắn thẻ người ta để mình có thể gửi tin nhắn hàng loạt và mình có thể chăm kỹ. Thì hẹn các bạn ở clip sau. À, thì để mà cái clip sau đó mà bạn nhận được thông tin đó thì bạn hãy đừng quên gì ạ? Đừng quên bấm nút đăng ký và nút cái chuông kế bên nút đăng ký. Đó, thì tất cả những cái khi bạn bấm vào cái nút cái chuông đó, tất cả những cái video mà mới nhất trên kênh Học viện Fulfill sẽ được thông báo cho bạn qua điện thoại hoặc là qua máy tính nếu mà bạn đang mở YouTube. Đó các bạn. Rồi. Và ngoài ra thuật toán của Facebook á, thuật toán của YouTube á thì nó ưu tiên những cái clip mà có cái lượt người like, lượt người like video. Đấy, thì nếu bạn thấy video này hay thì bạn hãy cho Thanh một cái nút like nha. Như vậy thì clip của Thanh nó sẽ được ưu tiên hơn, được nhiều người biết tới hơn. Để như vậy Thanh có động lực để Thanh chia sẻ nhiều những cái clip, những cái giá trị hay như vậy nữa. Rồi, ok. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác nhé. Mình là Thanh, là founder của Học viện Fulfill. Bye bye.